chị hai ăn xong chị hai rửa tay rửa cái chén cho người em. Con muối. Cái đệ đó chưa con? Tí nó lịch dài quá hả? Thao tác chiến. Diễn viên Hàn Quốc. Đâu có mẹ mẹ. Ủa cái cái remote không xài được. Trời mưa rồi, chuẩn bị mưa kìa, mưa lớn lắm luôn á. Ba nay về sớm ghê ta. Tính tính về sớm. Bởi bữa nào về sớm mà trời mưa không? Tại gì quay? Về sách lĩnh ca lĩnh kỉnh gì nữa. Thôi chắc là mưa chắc. Chào ba. Ừ chào con. Ba. Trời mưa lớn này chắc ra mua ốc hương xong về làm mấy chai bia cũng đã lắm. Hay quá, chưa xử tội đây mà còn đòi nhậu nữa. Tội tội tình gì? Là đem đóng đồ cả nhà, ở nhà một đống đồ không có chỗ treo giờ đem đồ về thêm chi nữa vậy? Nhiều đồ lắm rồi đó nha, dạo này áo thấy là áo của bà đó, mặc áo mát thì thấy dạo này thấy là điệu lắm rồi đó. Áo của bà chứ áo gì đâu điệu. Mấy cái áo sơ mi, mấy cái áo đuổi á. Có mấy cái màu mới mà chưa? Thấy điệu lắm rồi đó. Ăn cơm chưa? Không, nhịn ăn, ăn bánh snack không à. Hai ba mẹ con ăn bánh snack. Ba á. Ây da. Thôi dọn cơm ăn đi, cơm. Trời ơi, mưa kìa, nói không tin. Mưa lớn lắm nha. Đúng không Vân Anh? Hé cái bàn ra coi. Thì anh đem cái túi đó lại cho mẹ đi. Túi hồi chiều hồi sáng bảo luôn á, mới đem về á. Đem cái túi lại. Đúng rồi. Đồ của cô Lan á con. Nè Khương Đạt nè, niềm vui bất ngờ. Khương Đạt làm gì? Niềm vui bất ngờ. Không biết hả? Đặt đừng nói ba không biết nha. Đặt cái gì? Đặt áo cho anh Lan, niềm vui bất ngờ. Áo gì? Dạ đi. Ai đặt? Anh Khương. Anh Khương nó đặt chi kệ nó, liên quan gì ba? Nhưng mà nó nói là nó làm, nó đặt là theo cái mệnh lệnh của ba nè. Lên kiểu hết rồi đó. Đó, đem cho em Lan đi. Áo gì vậy? Áo gì mà nó mới đầu á là nó kêu đặt 7 cái 7 màu. Nhưng mà đặt cho em Lan niềm vui bất ngờ, em cao 1m8, 1m7 gì đó. Thì đó mẹ kêu không vui bất ngờ nào mới được. Mẹ dồn 7 cái vô một cái á. Có nghĩa là nó đến Columbia Fashion đặt á, hiểu không? Kêu mấy bạn ở trong Columbia Fashion á là may một cái áo cho em Lan là phải xẻ xuống vậy nè. Đó, hiểu không? Là phải 7 cái 7 màu. À. Thì bây giờ mấy đứa nó lên mẫu luôn rồi đó, thiết kế rất là đẹp luôn nè, đó đem về dạ, cho ba cho đó. Ai. Nhưng em Lan đó thì liên quan gì thì em Lan cũng Khương nó đặt chứ ba đặt đâu mà hỏi ba. Nhưng mà nó nói là chủ ý của ba. Kêu nó lên đặt. Chủ ý của ba. Ừ. Mà kêu lên đặt. Ừ. Đặt cho em Lan. Ừ. Em Lan cái mét 8. Ờ. Niềm vui bất ngờ. Nữa. Trong quán ăn quán nhậu vậy đó, anh Điền thấy em tội nghiệp quá, anh Điền may tặng em. Ôi trời đâu, cái thằng bà xàm nó mệt quá. Của giờ sao? Hả? Áo của ba hả? Áo của ba. Áo nào? Ba mặc đầm á. Mẹ nghĩ là ba mặc đẹp hơn em Lan á. Ba mặc đầm. Em Lan đụng nào. Quá. Mà em biết. Trời cứ mỗi lần về là có chuyện làm sao mà trời dạ, về sớm có chuyện là không biết làm sao. Thì đó ba nhắm xử lý cái áo này đi. Phải Lan. Có em Lan lũng gì ở đây không? Lan đầu cúc quệ gì đó. Hả? Không, có em nào ba may cho ba không hả? À? Vậy là cái này ba may cho ba phải không? Ba may cho ba thì ba mặc đi. Thì ba nói chung là ba nó đồ ba mang cho ba chưa đủ mà đi hơi đâu mà mai cho em Lan hả? Ngày bữa giờ cứ có em Lan thằng mày, cái thằng quỷ gì em Lan cũng gì em mà... nào tên Lan là cũng mệt lắm. Giờ mẹ không biết đó, bày trò ra bây giờ mặc cho mẹ coi đi, bây giờ ba mặc đi đó. Ba là con gái. Không con, áo này men lắm, áo này đàn ông lắm. Ba may cho ba đó, nó ghẹo quá đó, làm gì có may cho em nào. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà ba may mặc ngủ cho mát nè. Tối này ba ngủ, mặc này ba ngủ cho mẹ nha. Còn không ba, là mặc liền giờ cho mẹ coi đi. Ba đâu có ngủ được, cái này là bông, bông ngứa lắm.
biết ngứa luôn. Con tôi nó sành điệu. Trời ơi, có cái áo à. Đó, y như con bướm xinh luôn á. Trời ơi, này phát sành nữa hả? Ủa sao hở không có cái quần luôn vậy? Cái quần ba mặc quần này. Không cần cái quần con, đúng rồi, mặc quần nào cũng được. Thay vì ba mặc cái áo thun ba ngủ vậy, ba mặc áo này ba ngủ được không? Đúng rồi, đó. Chứ lan lũng nào trời ơi. Ba đừng có mặc áo thun, ba mặc mình cái này thôi. Ba là tình thương vô biên quá cho nên là thấy ai cũng đáng thương. Không, thằng Cương nó quậy đó chứ mà ai mà. Vậy mà cũng tin đứa nào mày cái này đây. Thì đó, nói sao mà tụi nó lên mẫu, lên thiết kế này kia luôn đó. Này đúng rồi, ông nội Cương Dừa này đúng rảnh, dễ sẽ rảnh luôn đó. Ba nhắm liệu làm sao được làm đi. Nhờ mẹ tin luôn hả? Ủa sao không tin, có gì đâu không tin. Tin cũng có mất mát gì đâu. Nói tóm lại là bữa ba nói giỡn thôi. Nói trời ba nói thấy cái vải này đẹp đẹp nè, bữa áo dài đó. Ừ. Thì ba mới nói trời cái vải này mà may mà cái này mà may mà đàn ông mình mà mặc áo ngủ nhà chắc đẹp lắm nè, ngồi nói chuyện với thằng Khương đúng cà phê. Không ba. Ừ nói. Mặc cái này một mình không có đẹp, ba phải đợi tóc giả mới đẹp. Ừ. Tóc giả dài dài á. Của ba hồi bữa ba review. Ngồi xuống con. Thiết kế cho ba luôn hả? Thì bây giờ muốn coi ba mặc này không? Muốn không? Muốn thấy ba mặc này. Thời trang đồ ngủ có 102. Lấy tóc giả của mẹ đổi cho ba. Ừ. Cho nó đẹp. Cho nó đẹp. Đúng luôn. Đâu, tóc giả của mẹ đâu? Cho ba nó nghe. Không, ba lấy tóc giả. Rồi con lên lấy, con lên tóc giả đi giờ. Đâu vậy? Rồi ba sẽ mặc đồ vô thử nha. Trời ơi, sao con nhiệt tình vậy thì anh? Em Lan. Tóc giả mẹ để ở đâu? Ôi ngày Lan, đâu? Lan với Lũng. Ôi, lấy tóc giả gì nữa? Của ba cũng có mà. Hình như chỗ cái chỗ mà cái giường nằm ngay chỗ. Hay quá Dân Anh này. Đổ đồ rồi kìa, con lụm lên đi. Đó, đó cái gì các bạn nói thiệt luôn á. Không bắt không mặc. Trời ơi, mình ngồi nói những giờ đi không chơi xong vậy mà không nghĩ ra được tâm mình. Sợ không biết cách mặc á. Mình thấy mắc cười quá. Mình thấy mắc cười quá thôi, mình cứ thử đi ha. Không bị đau hả? Chạy đi xíu. Không sao. Con đếm nè, ở đây hả? Coi cái ba mặt sao kìa. Phụ ba kìa. Đi lại phụ ba mặt đi, ba không biết cách mặt kìa. Bày trò. Tội bày trò. Tối ngày bị đệ tử thuốc không? Ba ở trong phòng đó đó. Ở trong đó đó. Con vô coi ba giúp được gì cho ba không? Trời ơi, mặt sao mẹ? Biết ngày không biết cánh mặt mà. Thì ba cứ mặc vô đi rồi ra mẹ coi, mẹ sắp xếp lại cho. Con thấy không? Thôi, lát cho ba đội cái nón lá đó được rồi. Nè, có cái nón lá nè. Thôi, đừng có cho ba đội tóc giả ngứa đâu. Trời ơi, nãy giờ chưa mặc được luôn. Trả lại coi. Chán ba ghê. Dễ mặc gần chứ. Trời ơi, đồ tôi hoa mai mà sao tôi mặc. Xạo dễ sợ. Đồ mình may, mình đặt mà mình không biết mặc mình. Mình quay cái lưng qua đi mình. Đẹp mà, đẹp. Trời ơi, cái gì vậy? Lộn tùm phèo hết ra lưng. Cái này là tôi có mặc quần mà mặc váy đi. Nè, ông ơi, ông mặc cái gì lung tung nè, nó là như thế này nè. Đó. Bây giờ ba chồng cái cổ ba vô trước đi. Rồi. Đó, xong rồi ba thọc cái tay vô. Bên đây nữa. Hay từ từ ra bên đây. Tại vì nó may theo size của ba, chắc chắn là ba mặc vừa. Trời ơi. Đẹp quá. Đẹp quá. Lộ hàng tùm lum tùm la. Oh yeah. Ê, lâm. Thôi, Dân Anh. Thì anh nói lung tung nè. Con nói lung tung nè. Con lại nói. Rồi, không có nói lung tung. Rồi được không? Ghê quá. Sexy không? Ghê quá. Rồi ơi, rồi ok. Đỉnh cao. Fashionista đàng hoàng. Đỉnh cao của fashion. Bà ngoại. Bà ngoại. Con bướm xinh nè bà ngoại. Ba. Ba phải nắm hai cái chùm đằng sau á, ba bô bô lên giống như là Victoria's Secret vậy đó. Được rồi, bữa nói giỡn rồi đó, thằng Khương nó thuốc vậy nè, nó kêu mấy đứa nhỏ mày áo.
áo cô Lan. Nó đừng có giả nữa. Cái da gì? Da gì đâu? Đâu có da gì đâu, áo ngủ. Mai áo ngủ, tối ngủ cho mát đó mà. Trời ơi, mát cái gì? Mát cái gì? Đó, đúng rồi, vậy đó. Rồi, đi vòng nè, fashion nè. Rồi, đứa nào đi fashion ba nè. Đi vậy nè, đi vậy nè. À, đó. Bệnh như thế nào? Mở cửa ra là có đứa rớt ra, rớt đài liền á. Hai đứa kia rồi. Trời, mưa lớn quá nè. Ủa, hai đứa kia đâu rồi? Ai vậy? Bây Hào với Nga này vô đây ngồi nè, mưa nè. Trời đất ơi, nãy giờ ngồi ngoài đó vậy? Vô nè, coi biểu diễn thời trang nè. Quá trời ơi. Quay lại đi. Coi nè, vô đi. Vô coi chùm cuối mà. Em Lan á cưng à. Ủa, còn nhỏ Hoa nữa hả? Còn hai cái em Hoa nữa. Hai cánh. Trời, hai đứa nó quay phim ba kìa. Thấy ba lạ, nó quay ba luôn rồi kìa. Chị nè. Chị Lan nè. Chị Lan nè. Anh Điệp đó rồi. Đó. Vậy á. Ghê quá. Tối ngày cho anh qua cho anh lại cho có chuyện không à. Chị nha. Chị đừng có giật ông xã. Mai chưa Điệp ăn á, ăn là nãy giờ. Anh Điệp của em nha. Anh Điệp của em nha. Anh Điền của em nha. Anh Điệp của em nha, được chưa? Vừa đúng như cái bụng nghe cái tùng luôn mọi người. Giống như cái trống vậy. Thấy ghê quá à. Cái này gọi là rớt tóp. Trời ơi. Coi nè, rớt tóp lòi cái bụng. Sao? Mắc cười bao quá. À, bụng nè. Bụng rất đẹp. Bụng đẹp quá. Đừng có chảnh với chị nha, chị không cho đi siêu thị nha. Một trong những mẫu thiết kế huyền thoại của Coleman Fashion. Bỏ tay. Ghê quá, bà làm ghê quá, mà chảnh nổi da gà luôn á. Stưng. Thì mẹ muốn ba làm Lan thì ba làm Lan đó. Nọ thế đừng thay thay Lan muốn được. Mình làm đàn ông là đàn ông, mà muốn mình làm Lan mình làm Lan. Vậy anh make up giùm em bữa lại. Đó nó nó có giống con Kha, có giống như con Nga. Thôi thế là hả, đẹp gái. Hay ghê. Thôi. Dạ. Định giận là... ba mà thấy ba mặt hơi tha cho ba đó. Khương nha Khương. Hãy để đấy nha Khương, trước sau gì em cũng anh cũng sẽ trả đũa em một cú. Thật là nặng nề đi ba. Quá trời quá đó. Vậy mà mấy đứa fashion cũng chịu khó lên mẫu. Không, áo này nó rất là tiện dụng nè, mấy đứa fashion nó rất là thông minh này đó. Ở dưới đây luôn nè. Nó lau miệng nè. Trời ơi, coi kìa, coi các nhiếp ảnh gia lăn lộn chụp hình kìa. Trời ơi trời. Nó quay bà nó từ dưới quay lên luôn kìa. Ghê quá. Ghê quá. Bướm 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 bay bướm bướm bay bướm bướm xinh bướm xinh bướm bướm đa tình ta 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 con bướm xinh, con bướm xinh. Mệt đau bụng quá ba. Mệt quá. Tối nay ngủ mặt này ngủ với tôi nha. Ra rồi, xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Mọi người đã thấy mình lật ngược một bàn khu trông thấy độc đáo chưa? Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa. Ơ đó, đó. Chập ba nó muốn té luôn kìa. Chào tạm biệt. Thời trang của, coi như là thời trang quằn quại của Coleman Fashion. Mắc cười quá, hết giận nổi rồi quý khán giả ơi. Không quá hài rồi. Không quá là bá đạo rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, xin chào. Xong rồi. Đâu có hình, ba coi. Nó chập ba nó kìa. Trời ơi, nó chập. Ồ, wow. Đẹp ghê không? Đẹp ghê. Đâu đâu, coi coi coi, anh ấy lại xếp lại. Đẹp mà đẹp thấy ghê á. Trời ơi, nó chụp, oh wow, chụp. Cười mà chảy nước mắt luôn á mệt. Thời trang này chuẩn bị lên Netflix nè. Netflix. Mà Netflix mà phim kinh dị. Phim kinh dị á mà anh. Rồi thưởng thưởng ký ốc hương với mấy chai bia đi. Ok. Đó, trời công trình coi tấu hài rồi không. Coi tấu hài trực tiếp. Hả? Cái đó ba nhậu luôn đi cho nó độ chơi. À. Không mặc cái này không mặc cái này mà livestream bán hàng vui lắm luôn á. Dạ 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 đúng rồi, ba like đi. Like bán nước tương nước mắm. Bán nước tương. Không, đây sẽ là đồng phục của anh Coleman mỗi lần đi livestream bán nước tương nước mắm. Kiểu này là mà Lê Dương Bảo Lâm là giải nghệ luôn á. Bích cửa luôn á nha. Ê, thử 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 này livestream mặc cái đồ này coi mắc cười. Đau buồn. Trời ơi, lưng làn da em nõn nà lắm chứ bồ đâu có đến nổi đâu. Da nóng nè. Muốn chịu. Mặc thêm cái quần màu vàng nữa mới chịu đó.
Coi như là hả 8 màu chứ không phải 7 màu nữa. Không tin nay bán 200 đơ, bán 200 đơ nước mắm nha. Vậy hả? Hả? Hôm nay bán 200 đơ nước mắm. Thì livestream cái này bán 200 đơ chắc. Rồi. Rồi vui quá. Thôi vui quá, mua mấy lon bia về đi, được rồi đó. Ủa? Ba lợi dụng đó nha, thấy vui vui bắt đầu đòi nhậu nè. Thích kiểu này mà ngoài hỏi kìa. Mặc thử không? Mày cho mặc thử nè. Thôi. Rồi nói làm liền là gắn. Gắn là nói làm liền là gắn gắn cái đó bên là bà làm live stream liền nè. Thì anh lên chỗ cái bàn make up của mẹ lấy cái cây live stream cho ba nè. Nha. Hôm nay anh Điền sẽ anh coi lên bên live stream là sẽ rất là hot á. Bán là cái gì vậy? Không, có sợ lỗi gì đâu mà làm cái gì hả? Quá tính lấy kim ghi sợ phản cảm hả? Lấy kim ghi là không, thực ra nó có cái miếng vải ngay đây nè. Có không? Có. Bằng cái vải đó đâu rồi? Mẹ kêu tháo ra. Rồi nha. Tại vì nó chưa có đủ cái độ hở. Rồi tôi chơi luôn nè, rồi livestream là trực tiếp luôn nè, đó. Bụng quá, mệt quá. Đau bụng quá. Ông thời trang này hả? Dạ, tao quay hoài, ông quay phim kiện quay hoài. Sao quay hoài? Nó khoái thời trang của ba quay hoài luôn. Bất tử quay hoài luôn kìa. Bất tử. Ở sau lưng nhìn cũng vui. Cái bông màu tím nó mới chịu. Bây giờ trời này trời mưa, bảo đảm tao ngồi đang ngồi nhà hết nè, đó. Ừ, đúng rồi, mọi người đang nhà. Rồi. Rồi ba thông báo lên game livestream đi.